trị dòng xe tải 6 tấn 9 Trường Giang. Tải ben 6 tấn 9 Trường Giang thì có khối lượng bản thân của nó là 6 tấn, 5 tấn 95. Thì với cái khối lượng này mà chuyên chở là 6 tấn 9 thì tải ben Trường Giang hứa hẹn nó sẽ là một dòng xe tải mà bền và chắc chắn nhất cho khách hàng. Đối với cái dòng phân khúc này của TMT ngày trước thì nó có 7 tấn 7, dòng 7 tấn 7 thì về cơ bản cái máy móc của nó thì tương đối là giống hệt nhau, không khác gì nhau cả. Vẫn sử dụng cái máy U chai là 4D 130-20. Có công suất của nó là 96 kW, dung tích xi lanh của nó là 4.2. Thì với cái dung tích này thì anh em chúng ta có thể chạy trên đường hỗn hợp thì nó rơi vào khoảng là 14 lít dầu trên 100 km. Bỏ qua cái phần đấy đi, tôi cũng xin đi giới thiệu vào của form kiểu dáng của 6 tấn 9 này xem có những gì. Về form kiểu dáng thì với sử dụng với kích thước tổng thể của nó, dài của nó 6m1, chiều rộng của nó là 2m4 và chiều cao của nó là 2m78. Thì cái chiều rộng và chiều dài chiều cao này thì cũng tương đương là dòng xe 7 tấn 7 của TNT đời 2016-2017. Đấy thì tôi cũng xin giới thiệu luôn tất cả các form kiểu dáng của dòng xe tầm trung. Tất cả các form kiểu dáng của xe tầm trung thì vẫn sử dụng với cái ở trên của nó vẫn sử dụng với cụm đèn pha halogen thôi. Đấy, vẫn sử dụng cụm đèn pha halogen. Tôi cũng không giới thiệu nhiều về những cái đèn pha này bởi vì tất cả các bạn, các anh chị chạy xe tải thì cũng đã biết qua rồi. Tôi xin đi giới thiệu cụ thể của nó thì bên sườn phụ thì lốp xe thì 6 tấn 9 Trường Giang được sử dụng với lốp 900-20 giống như dòng xe 7 tấn 7 của TMT. Tiếp theo thì bên này thì bố trí với cái bình dầu, bình nhiên liệu. Bình nhiên liệu này thì sử dụng cái bình nhiên liệu là 150 lít. Thì anh em chúng ta chạy trên đường hoặc là khi mà anh em chúng ta chạy trong công trường thì với cái bình dầu này anh em chúng ta cũng có thể chạy thoải mái hơn về cái dung tích của nó. Tiếp theo thì đây là ở bố trí với cái lốp sơ cua. Lốp sơ cua của xe bố trí dưới đây. Ở bên sau là lốp đôi. Lốp đôi và lốp sơ cua thì cũng sử dụng lốp 900. Ngoài ra thì cái hệ thống treo của nó thì bản nhíp của nó là dày của nó là 2,5. Dày của nó là 2,5. Và bản rộng của nó là 11. Đấy. Cái nhíp phụ của nó được sử dụng với là 7 lá chính và nhíp chính của nó sử dụng là 11 lá. Tiếp theo tôi xin đi về phía đằng sau của xe. Đằng sau của xe thì tôi cũng xin giới thiệu qua về thùng xe. Thùng xe thì với thùng xe của 6 tấn 9 ben này thì được thiết kế với cái kích thước lòng thùng của nó là dài của nó là 3m8, rộng của nó là 2m26 và chiều cao của nó là 69cm. Với cái kích thước thùng này thì nó cũng tương đương với dòng xe 7 tấn 7. Dòng xe 7 tấn 7 thì nó là cái chiều dài của nó là 3m7, rộng là 2m08 và chiều cao nó là 70. Về cái chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì nó cũng tương đương là như nhau. Về cái lòng thùng nó hơi rộng hơn so với con 7 tấn 7 của TMT một chút xíu. Nhưng mà với cái phân khúc này thì nó cũng được gọi là tương đương của phân khúc của 7 tấn 7 của TMT. Phía phần cầu xe tôi cũng có thể cho các bạn nhìn thấy rõ về cái cầu xe của dòng 6 tấn 9 hơn. Về cầu xe của 6 tấn 9 thì sử dụng là cầu sau của nó chịu tải là 13 tấn. Đấy. Sau chịu tải 13 tấn. Có thể chịu tải đến 13 tấn. Đấy. Và tôi cũng quay rõ vào cái bản nhíp của nó. Bản nhíp đây, tôi cũng có thể cho anh em xem. Đấy, sử dụng của nó và nhíp chính và nhíp phụ. Về phần
đèn hậu, đèn phanh thì bố trí với cái đèn của nó là đèn lịch nhau. Tại sao tôi lại nói là đèn lịch nhau? Xi nhan này, đèn phanh và đây là cái đèn phản quang. Còn bên này thì được bố trí là đèn xi nhan, đèn phanh và đèn lùi. Đấy, tôi tại sao tôi lại nói là bố trí lịch nhau là như vậy? Về phần bên sườn bên lái, sườn bên lái thì cũng không có gì đặc biệt ngoài bố trí thêm với cái bình dầu thủy lực, bình dầu ven này, rồi thì bình hơi, rồi thì bình ắc quy. Xe 6 tấn 9 Trường Giang thì được sử dụng với cái bình ắc quy của nó là sử dụng hai bình ắc quy 12V, thì nó tương đương là sử dụng là điện, một điện nó 24V là một điện chính. Tiếp theo tôi xin giới thiệu qua về cái khung thùng đổ ben. Đấy, đổ ben thì sử dụng là ben chữ A, ben book chữ A. Và tôi cũng cho các bạn thấy cái độ góc ở dưới sàn thùng, ở dưới sàn thùng, ở dưới gầm đây, gầm thùng đây thì được thiết kế cũng tương đối là chắc chắn, đảm bảo chạy xe cho anh em có khi mà chúng ta với gọi là chở hàng nặng, chở tải nặng thì đảm bảo cho anh em chúng ta chở tải nặng, đặc biệt là khi mà chúng ta chở những hàng như là cát sỏi, đặc biệt là cát sỏi, rất là tương đối là chắc chắn cho anh em. Về phía đầu cabin đây tôi cũng xin giới thiệu qua. Cái đầu cabin của 6 tấn 9 thì vẫn được thiết kế là chúng ta có thể nâng tay thôi chứ không phải là nâng thủy lực so với tất cả các dòng xe Trường Giang khác. Nếu mà những cái dòng xe mà của Trường Giang thiết kế là đầu gọi là đầu cabin thủy lực ấy thì có những cái dòng phân khúc trên của 6 tấn 9 này. Phân khúc trên của 6 tấn 9 này thì sử dụng là nâng đầu cabin thủy lực. Nhưng tuy nhiên là 6 tấn 9 này thì vẫn sử dụng với cái nâng đầu cabin, chúng ta có thể là kích nâng bằng tay đây thôi. Đấy, thao tác nâng tay thì em chúng ta có thể là thao tác như này. Bội quát. Bên kia nó hơi mắc thì tôi vẫn chưa có thể nâng lên được. Nhưng mà thao tác tay này thì chúng ta có thể rút chốt ra. Chúng ta có thể rút chốt từ đây ra và thao tác để nâng cabin thôi. Để chúng ta thao tác lên. Tôi xin giới thiệu qua thôi vào phần đầu cabin xem có những gì. 6 tấn 9 có những gì trong đầu cabin này. 6 tấn 9 thì có những gì? Tôi đây rồi, có thể quay cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. 6 tấn 9 có những gì? Bật khóa điện. Về cơ bản thì 6 tấn 9 thiết kế chỗ ngồi của nó là 3 chỗ, đã bao gồm ghế bọc da rồi. Đây là nguyên bản của nó, là thiết kế ghế bọc da 3 chỗ ngồi. Ngoài ra thì Trường Giang so với tất cả các dòng xe khác thì Trường Giang đã lắp cái hệ thống điều hòa của nó lên rồi. Điều hòa là điều hòa một chiều thôi. Đấy, điều hòa một chiều. Đây, vô lăng đây. Vô lăng 6 tấn 9 Trường Giang Ben. Và ngoài ra thì trong cái phần mặt đồng hồ táp lô thì Trường Giang chỉ bố trí 3 cái đồng hồ là sử dụng cơ thôi, là bao gồm đồng hồ tốc độ km/h, đồng hồ báo cột nhiên liệu và đồng hồ báo cột nhiệt độ động cơ. Tất cả các đồng hồ khác ngoài những đồng hồ tôi đang nêu trên thì đều sử dụng là điện tử hết. Báo hơi, cột báo hơi này, rồi thì tốc độ vòng tua trên phút, rồi thì km/h, số km/h chúng ta có thể chạy. Tôi cũng xin giới thiệu qua thôi chứ cũng không có thể là giới thiệu kỹ hơn cho khách hàng được, cho quý anh chị được. Xe 6 tấn 9 sử dụng là số tầng, sử dụng cần số tầng với 8 số tiến và 2 số lùi. Đấy. Về mặt tính năng giải trí thì
cũng như tất cả các dòng xe tải khác của Trung Quốc nói chung hoặc là của các dòng xe tải chất lượng cao nói riêng, thì dòng xe tải 6 tấn 9 Trung Quốc này thì vẫn được thiết kế là để anh em chúng ta đủ dùng. Về tính năng giải trí thì có đài FM, hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng cái tính năng giải trí qua thẻ gắn USB, thì chúng ta có thể cạy ở đây để chúng ta có thể dùng cái gắn USB, hoặc chúng ta có thể sử dụng cái thẻ nhớ SD là cái thẻ nhớ mà nó to to như là cái thẻ nhớ máy ảnh, chúng ta có thể nhét vào đây chúng ta sử dụng. Đây cái phần để tôi mở thêm cái thao tác. Đấy, cho anh em chúng ta cảm giác với tiếng máy luôn. Nó là sử dụng với cái máy 96 Yuchai, mã của nó là 4D130-20. Còn đây tôi sẽ thao tác cho các bạn là mở cái điều hòa. Đây, mở điều hòa thì chúng ta bấm nút này và chúng ta phải có mở quạt gió lên thì nó mới hoạt động được. Đấy, đây là tôi đã thao tác một điều hòa đây. Tôi cũng xin giới thiệu qua cái phần trên này. Phần trên này thì cái điều chính mà anh em chúng ta biết thì đây là cái phím công tác chúng ta sang số ben. Còn đây là liên quan đến công tác cắt mát và còi hơi. Đấy. Ngoài ra có một vài cái thông số cái công tác cơ bản để anh em chúng ta biết là đèn cảnh báo, đèn gầm, các phím công tác khác nhau nữa. Tôi cũng không thể giới thiệu 100% được. Đây, tôi xin giới thiệu qua phần táp ly. Táp ly cánh cửa thì chúng ta cũng có thể là chế thêm cái cánh cửa gọi là chúng ta có khóa điện được, nhưng mà đây chỉ là khóa cơ thôi. Tay quay cánh cửa thì là tay quay cơ. Đây, tôi quay rõ đây thì nó sẽ rõ hơn cho các bạn. Tay quay cơ, các châu chờ. Đấy, các châu chờ. Trên đầu cabin thì hôm nay tôi xin giới thiệu tới các bạn quý anh chị dòng xe tải 6 tấn 9 của Trường Giang. Cũng rất mong quý vị anh chị nếu đầu tư về dòng tầm phân khúc của nó là 7 tấn hoặc 7 tấn rưỡi thì anh em chúng ta cũng có thể lựa chọn đến dòng 6 tấn 9 của Trường Giang này. Tôi là Được, phụ trách kinh doanh công ty cổ phần Đức Anh Hưng Thịnh. Rất là mong anh chị em ủng hộ.